Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Tiếng Hạt Lê Hoành nha. Thì hôm nay mình mới về được một chiếc hàng siêu lướt, siêu đẹp, hàng hiếm đã tuyệt chủng, đó là 1200 Custom. Chiếc một hàng 1200 Custom này thì hãng đã ngưng sản xuất nha. Đó, xe rất là mới, rất là đẹp. Odo chỉ mới có 1000 mấy trăm cây thôi, biển số rất là đẹp luôn, 25585. Bô móc yên đã bọc da lại, dày hơn, ngồi êm hơn. Và có decor thêm cái yếm ở trên bình xăng này nè. Đó, khắc logo Harley Davidson rất là đẹp ha. Đúng odo, đúng chuẩn 1269 cây số. Xe rất là mới. Đây. Đèn halogen, chân phục này nọ chưa có chạy. Đó. Rất là mới luôn. Lốp còn gai gió tua tủa. Đây. Phiên bản 1200 Custom này thì vẫn là xài bánh căm nha mọi người. Đây, ở dưới cái heo thắng nó rất là sạch sẽ luôn. Máy, sườn. Đó, ốp lồm sáng bóng. Chiếc này thì đã được chủ xe lên cho cái ốp nồi hình đầu lâu. Và cái ốp bên cốt cũng là đầu lâu luôn. Trang trí cho xe đẹp. Rồi, xe chưa một vết chạy nha. Rất là sạch sẽ, đẹp. Rồi, để mình nổ máy cho mọi người coi. Bô móc nhẹ, êm ái nhẹ nhàng. Ok, giá bán là 439 triệu. Mọi người quan tâm muốn coi xe thì cứ ghé số 9496 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận ha. Hoặc là liên hệ với Tiến qua số điện thoại 0383 141421. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.